Hi, chào bạn. Hiện giờ Phương đang ở bên Bình Dương, đang nhà mẹ chơi bạn. Thì các bạn cũng biết hiện giờ ở dưới các tỉnh miền Tây đang bị nước nhiễm mặn với lại thiếu nước bạn, thiếu nước dùng trầm trọng luôn. Và trong những ngày này thì cả nước chúng ta có cùng chung tay nhau để vượt qua cái cơn virus corona này. Thì Phương đang ngồi chơi ở đây thì có một cuộc điện thoại của anh Bùi Văn Sâm và chị Nguyễn Thị Ngọc Liêu có gọi Phương và anh chị cùng gia đình của anh Sâm và chị Ngọc Liêu cùng hai cháu hôm nay là xuống về tỉnh Bình Phước để ủng hộ một số tiền cho các bà con ở tỉnh miền Tây đang bị thiếu nước. Thì giờ mời các bạn chúng ta cùng về Bình Phước hết bạn ha. Hai xin chào bạn. Sau hơn 2 tiếng thì từ Bình Dương về tới Bình Phước. Hiện giờ gia đình của anh Bùi Văn Sâm cũng đã bắt đầu tới nơi bạn. Đúng rồi. Đang vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Bình Phước ha các bạn ha. Bây giờ gia đình của anh chị Bùi Văn Sâm đang ở bên trong để làm cái buổi trao tặng ủng hộ tiền các bạn. Thì buổi sáng hôm nay trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm có bà Lã Thị Thu Hường là phó chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước. Thì hiện giờ bà cũng chia sẻ nói về tình hình của đợt hạn hán ở các tỉnh miền Tây cũng như bị nước nhiễm mặn và cùng nhau trao đổi về tình hình Covid-19. Thì bà Lã Thị Thu Hường, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng chia sẻ là từ khi phát động vào ngày 23 tháng 3 đến nay thì bên các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cũng đã ủng hộ quỹ toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng khô hạn cũng như nước nhiễm mặn với số tiền là hơn 3,6 tỷ đồng bạc. Thì trong đó gồm có tiền mặt, các sản phẩm như là gạo, hạt điều, cà phê, rau củ quả, quần áo, rồi bảo hộ, khẩu trang, gel khô sát trùng, đồ ăn và nhu yếu phẩm. Thì vào buổi sáng hôm nay ngày 1 tháng 4 anh em là Trần Đức Phương và Bùi Lê Thảo Vi cùng là học sinh lớp 9 15 tuổi được cha mẹ đưa đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước để ủng hộ số tiền là 200 triệu đồng cùng tham gia phòng chống dịch Covid-19. Đây là cái số tiền mà hai anh em Phương và Vi đã dành dụm từ nhiều năm qua bằng việc nuôi heo đất. Thì em Trần Đức Phương cũng có chia sẻ thêm là số tiền này là hai đứa cháu dành dụm từ nhiều năm qua, nào là tiền ba mẹ cho chi tiêu hàng ngày, là tiền lì xì Tết, cả tiền ăn sáng cũng như tiền tiêu vặt. Lúc đập ra thì mỗi con heo được hơn 90 triệu đồng, nên chúng cháu cũng xin thêm ba mẹ hơn 15 triệu nữa để đủ 200 triệu đồng để đi ủng hộ. Thì em Trần Đức Phương cũng chia sẻ thêm là đối với chúng cháu số tiền này là lớn, nhưng chúng cháu biết đây chỉ là rất nhỏ cho việc chống dịch bệnh và chúng cháu xin góp một chút với mọi người lúc này, mong dịch bệnh cũng sẽ sớm qua mau. Đây là một việc làm phải nói là hết sức ý nghĩa của em Trần Đức Phương và cũng như Bùi Lê Thảo Vi. Khi nghe được nhiều thông tin cũng như trên báo chí, báo đài qua biết sự việc ở tỉnh miền Tây, các khu vực các tỉnh miền Tây hiện giờ đang bị nước nhiễm mặn và bà con thì phải nói là thiếu nước, không có nước xài. Nên số tiền này là Phương và Vi cũng đã dành dụm nhiều năm qua.
nên xuống về tỉnh Bình Phước để chung tay ủng hộ, chia sẻ với tất cả bà con ở các tỉnh miền Tây. Hiện giờ thì gia đình của anh Bùi Văn Sâm đang nghe bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chia sẻ, nó báo cáo về, nói rõ về cái sự các tỉnh miền Tây đang bị ngập mặn và hạn hán, thiếu nước. Thì bây giờ là bắt đầu tới buổi trao tặng ủng hộ tiền các bạn. Thì đây là em Bùi Lê Thảo Vi. Thì em Trần Đức Phương có chia sẻ thêm với báo Online Bình Phước cũng như Tuổi Trẻ, thì em chia sẻ đây là số tiền hai anh em dành dụm bằng việc nuôi heo đất nhiều năm qua. Trần Đức Phương cũng nói rằng qua theo dõi tin tức thấy dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp nên chúng cháu xin phép ba mẹ được đập hai con heo đất để đi ủng hộ. Và khi hai cháu đập ra thì đếm số tiền mỗi con heo có hơn 90 triệu. Nên cũng xin phép với ba mẹ ủng hộ cho đủ 100 triệu. Nên ba mẹ của Trần Đức Phương cũng như Bùi Lê Thảo Vi cũng đã tán thành và ủng hộ thêm số tiền 15 triệu. Thì sau đó là Bùi Văn Sâm là ba của Bùi Lê Thảo Vi cũng như Phương có chia sẻ thấy hai con cũng còn nhỏ mà biết chia sẻ cũng như giúp đỡ đến những người đang lúc gặp khó khăn như là hạn hán cũng như là nước nhiễm mặn. Thì gia đình của anh Bùi Văn Sâm cũng phải nói là rất vui vì thấy hai đứa con của mình lớn và cũng đã trưởng thành, phải biết yêu thương những và chia sẻ những gì mình có đến tất cả mọi người. Thank you.